This is Radio Free Asia. Diễm Thi và Chân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Năm hôm nay với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Ngân hàng Thế giới khuyến cáo Việt Nam thu ngắn cách biệt giàu nghèo. Các khu rừng ở miền Bắc có nguy cơ cháy rất cao. Trung Quốc càn quét các nhà bất đồng chính kiến trước lễ trao giải Nobel Hòa Bình. Thưa quý vị, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kawa khuyến cáo chính phủ Việt Nam cần có tư duy tiếp cận mới để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát biểu tại hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Hà Nội 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12, bà Kawa cho rằng chính phủ Việt Nam cần có chính sách mở rộng hơn về phát triển xã hội để có thể thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn như khoảng cách về giới. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định rằng Việt Nam cần thực hiện tăng trưởng bền vững và thân thiện với môi trường cũng như tạo môi trường hoạt động cân bằng giữa khu vực doanh nghiệp, nhà nước và tư nhân, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhiều khu rừng tại miền Bắc Việt Nam đang bị đe dọa bởi nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Thông tin này được đưa ra từ Cục Kiểm lâm vào ngày hôm nay 8 tháng 12. Theo tin này, các khu rừng thuộc 15 tỉnh phía Bắc bị đặt trong tình trạng báo động vì thời tiết khô hạn kéo dài trong thời gian vừa qua. Hầu hết, các khu rừng bị cảnh báo cháy với cấp cực kỳ nguy hiểm là cấp 5. Một số khu vực khác có nguy cơ cháy cấp 4. Hiện tại, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống chữa cháy đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện việc phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, phần lớn ngân hàng Việt Nam tại Hà Nội phản đối Techcombank tăng lãi suất bất thường lên tới 17% một năm. Trong buổi họp giao ban thường kỳ ở Hà Nội hồi chiều thứ Tư, có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng đại diện 12 ngân hàng thương mại cổ phần. Các ý kiến nêu lý do của sự phản đối này là khi lãi suất tăng vọt như vậy, một số ngân hàng thương mại khác sẽ đẩy lãi suất lên hơn 17% hay chạm mức 18%. Mặt khác, việc Techcombank quyết định đẩy lãi suất lên quá cao sẽ gây ra hiện tượng chuyển vốn từ các ngân hàng khác về Techcombank, gây ảnh hưởng xấu cho nguồn vốn của các ngân hàng này. Theo một viên chức cao cấp của Ngân hàng Nhà nước thì Thống đốc Nguyễn Văn Giàu sẽ có văn bản phê bình Techcombank về quyết định tự ý tăng lãi suất lên mức 17%. Quay sang tin thế giới, thưa quý vị, Trung Quốc đang tiến hành một cuộc càn quét các nhà bất đồng chính kiến trước thềm buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho ông Lưu Hiểu Ba vào ngày thứ Sáu này. Để ngăn chặn những người quen biết ông Lưu Hiểu Ba đến tham dự lễ, Trung Quốc đã thẳng tay càn quét các nhà ủng hộ ông. Tại Nội Mông, cảnh sát đã bắt giam bà Hada, vợ của một tù nhân chính trị, trước khi ông này được thả vào thứ Sáu. Vào tuần trước, cảnh sát Trung Hoa đã ngăn chặn họa sĩ Ai Wei không cho người này bay đến Nam Hàn vì nghi ngờ có liên quan đến sự kiện trao giải này. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, có khoảng 200 người bị gây rắc rối kiểu này. Mặc dù vậy, vẫn có khoảng 150 người Trung Hoa sống bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc sẽ đến tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin sáng nay của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình tin video của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com/OFA Vietnamese. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động ở địa chỉ trên hoặc vào trang web www.rfa.org/Vietnamese. Diễm Thi và Chân Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một buổi sáng an lành.